mặt tiện đường 12m, phù hợp kinh doanh đa ngành nghề. Xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên, chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận Gò Vấp, vị trí giáp Bình Thạnh. Đường thông giữa đại lộ Phạm Văn Đồng và đường Lê Quang Định. Căn nhà này có hướng chính là hướng Đông Bắc, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch, ngang 3m4, dài 11m3, diện tích đất công nhận là 34.8m2, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, công năng gồm có phòng khách, bếp, 1 lầu suốt và 2 nhà vệ sinh. Bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 để tham quan. Lầu 1 là một lầu suốt có ban công và một nhà vệ sinh. Khu vực vị trí đắc địa, hiếm nhà mặt tiền được bán. Nhà gần trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, đường rộng có vỉa hè, phù hợp kinh doanh mọi ngành nghề. Phía ngoài ban công này có gắn sẵn khung. Khi quý anh chị mua về kinh doanh thì có thể sử dụng để gắn biển hiệu. Không gian lầu 1 cũng rất là rộng thoáng luôn. Và với một căn nhà mặt tiền ở vị trí phường 1, quận Gò Vấp, tiếp giáp với quận Bình Thạnh, đang được gia chủ chào bán với mức giá là 7 tỷ 900 triệu, còn thương lượng cho khách thiện chí. Nếu quý anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.